Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nói về bộ phim sắp tới đây của Việt Nam là bộ phim Đất Rừng Phương Nam, kể về một miền quê hương sông nước của thời xa xưa, trong đó có một cái nhân vật đó là Bác Ba Phi. Và ai ai cũng đều hiểu rằng Bác Ba Phi là một nhân vật rất là tiếu lâm trong câu chuyện mà chúng ta hay cười đùa hàng ngày. Nói về những câu chuyện của bác kể rất vui và nó giống như là một cái câu chuyện mà trà dư tủ hậu, mỗi lần khi mà ngồi nói chuyện với nhau họ đem ra họ kể, lúc nào những câu chuyện của Bác Ba Phi cũng đem lại những tiếng cười rộn rã, những cái nổ còn hơn là có đạn ở Long Bình nữa. Nhưng mà nổ có cái logic mà làm cho chúng ta phải bật cười, đúng không các bạn? Thì trong những ngày gần đây, Trấn Thành đã bị một số cộng đồng mạng và khán giả tẩy chay về cái sự khóc lóc của Trấn Thành trên sân khấu vì ánh hào quang rực rỡ, hay người ta gọi là Mr. Cry, có nghĩa là Mr. Khóc á, hoặc là tổ khóc này kia nọ, tổ lệ rơi này kia nọ. Thì trong bất cứ cái người nghệ sĩ nào cũng vậy các bạn, có lúc lên, có lúc xuống, có lúc trầm, lúc thăng. Có thể tôi biết trong cái thời điểm này là cái thời điểm Trấn Thành đang bị bú rìu nhiều nhất. Nhưng nói đi thì nói lại, phải nói thật sự là Trấn Thành là một nghệ sĩ hiếm có, vừa tài năng và là MC rất là hoạt bát và hoạt ngôn nữa. Ít có người MC nào mà thành thạo nhiều cái tiết mục giống như Trấn Thành. Và diễn xuất cũng rất là hay, làm đạo diễn cũng rất là ok. Một người nghệ sĩ tài năng như vậy, tại sao không được khán giả yêu thương nhiều mà lại bị chửi nhiều? Chính Trấn Thành cũng nói, tôi là người nghệ sĩ bị chửi nhiều nhất. Tại vì sao? Vì những lời cái phát ngôn của mình. Có khi mình thành danh quá sớm hoặc là đang trên cái ngưỡng cửa tột đỉnh rồi, chúng ta không có cô lại những cái gì trước khi mình nói. Chẳng hạn như người ta nói rằng nhiều người nói chuyện phải uống lưỡi 5-7 lần để nói chuyện. Còn nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng cái đạo lý của mình là đúng nhưng đối với người khác lại không đúng. Hoặc là áp dụng câu từ này đối với lại cái nhóm này thì đúng nhưng mà cái nhóm khác thì lại nó không được hoàn hảo. Cho nên gần đây thì phải nói thật sự là Trấn Thành bị bú rìu trên mạng xã hội rất là nhiều. Ở nơi đây thì mình không phải là đem ra để mình mổ xẻ Trấn Thành như thế nào hay là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói như thế nào về Đất Rừng Phương Nam, mà ở nơi đây Cali Sài Gòn chỉ là một YouTuber. YouTuber là sao? Chúng tôi không phải là reporter. Có một số anh em YouTuber nghĩ rằng họ nói cái gì cũng đúng, họ lấy cập nhật tin tức, họ làm giống như là reporter. Nhiều khi vượt qua cái khả năng của mình, vượt qua cái giới hạn của mình. YouTuber chỉ cập nhật tin tức và chia sẻ đến tất cả các bạn. Vì mình không phải là reporter, không phải là một phóng viên. Không phải là một lấy thông tin, lấy tin chuyên nghiệp. Chúng ta giống như là amateur mà thôi. Mình có thể tự quay phim một mình rồi hay là nhờ người khác quay phim, rồi đến chỗ đó mình làm một cái cuộc phỏng vấn nhỏ nhỏ, tại vì mình cũng chẳng có qua trường lớp đào tạo gì hết. Đó là những cái hình thức mà chúng ta cũng học hỏi với nhau để trao kinh nghiệm với nhau mà thôi. Cho nên nhiều bạn thì cũng đi quá giới hạn của mình, nhưng có một số khán giả thì lại vô bình luận á, chửi cũng xối xả và cũng chưa biết cái gì hết, người ta nói cái gì. Chẳng hạn như có nhiều lúc mình chỉ nói đây là mình cập nhật tin tức theo những tờ báo của Việt Nam, rồi mình cập nhật rồi mình chia sẻ đến các bạn, vậy mà cũng vô nói làm YouTuber thì phải có tâm, phải có tầm, rồi phải nói đúng sự thật. Đây là những cái tờ báo nói và chúng tôi là những người cập nhật và truyền tải lại cho khán giả nghe mà thôi, vì có một số khán giả họ không thích đọc báo hoặc là họ đã lớn tuổi rồi, họ chỉ mở YouTube lên, cái YouTube nào mà họ thường hay nghe thì họ nghe vậy thôi. Đó, đơn giản là như vậy. Về Đất Rừng Phương Nam,
khán giả nói rằng sẽ không xem cái bộ phim này. Vì sao? Vì có Trấn Thành đóng bác Bà Phì. Bây giờ chúng ta cùng chia sẻ theo một tờ báo, báo Thanh Niên và những tờ báo ở Việt Nam như Việt Nam Express. Đây, nhưng mà đây là tờ báo của Thanh Niên. Đạo diễn Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Quang Dũng đã chia sẻ với chúng tôi về những tranh cãi xoay quanh dự án đất rừng phương Nam, đồng thời tiết lộ kỳ vọng của anh dành cho phim. Chia sẻ với chúng tôi thì Nguyễn Quang Dũng nói anh vui khi những thước phim đầu tiên, First Look Poster, của đất rừng phương Nam được khán giả đón nhận. Đối với đạo diễn, đây là một động lực để anh và ekip hoàn tất bộ phim một cách tốt nhất có thể. Về những lời khen chê bộ phim so sánh với lại phiên bản truyền hình, Nguyễn Quang Dũng cho biết đã lường trước được rồi cái sự áp lực mà phải trải qua của đạo diễn và đoàn phim. Đạo diễn phim quan niệm là công việc này lúc nào nó cũng có áp lực hết. Đến khi mà chúng ta không còn thấy áp lực nữa, có nghĩa là lúc đó đã là về hưu rồi. Vì về hưu rồi, đâu còn làm phim nữa đâu mà có áp lực. Nguyễn Quang Dũng chia sẻ thêm, tôi hiểu cái gì thuộc về ký ức đẹp á, thì rất là khó thay đổi. Nhưng tôi hy vọng với bộ phim này, ở cái bản điện ảnh, được làm những thứ mà bản phim truyền hình thời điểm đó mà điều kiện thì chưa làm được. Và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng bộc bạch thêm là bên cạnh những so sánh áp lực thì lợi thế khi thực hiện đất rừng phương Nam là được quan tâm và điều kiện làm phim tốt hơn. Khán giả họ có các phiên bản với những góc nhìn, cách kể chuyện khác nhau để xem và họ có quyền so sánh. Đó là cái thú vị của cả người và cái người mà làm phim và cái người xem phim. Khi những hình ảnh đầu tiên đất rừng phương Nam được công bố, có nhiều người tỏ thái độ không hài lòng khi dùng chữ Nam mà không có viết Khoa. Thậm chí còn có ý kiến cho rằng đây là lỗi nghiêm trọng, cho thấy sự thiếu chỉnh chu của ekip. Nói về chi tiết gây tranh cãi này, Nguyễn Quang Dũng gửi lời cảm ơn những đóng góp của khán giả và anh cho biết đây chỉ là mới first look mà thôi. Xin lỗi quý vị. Chúng tôi còn nhiều teaser rồi mới đi đến các bạn cuối cùng. Đạo diễn nói thêm, mỗi ấn bản có nhiệm vụ riêng của từng thời điểm khác nhau. Hy vọng là mọi người vẫn quan tâm và thẳng thắn góp ý. Đoàn phim luôn đón nhận và cố gắng làm hết mình cho công việc tốt hơn và đem lại những gì tốt đẹp nhất cho khán giả xem. Trước việc nhiều người tuyên bố không xem phim vì có Trấn Thành, Nguyễn Quang Dũng cho biết trong quá trình làm nghệ thuật, anh luôn mong có sự hợp tác với những người giỏi. Với nam đạo diễn thì Trấn Thành không chỉ có tài năng mà còn trăn trở với nghề, mong muốn làm những điều mà thị trường đang không có, là đang thiếu đấy. Trong phim có một vài thứ chúng tôi nghĩ đến Trấn Thành. May mắn cho chúng tôi là Trấn Thành đọc kịch bản yêu thích nên nhận lời đủ với mức lương. Sau ra thì rất là khó mời Trấn Thành. Cái tiền lương á, cái tiền cachet á mà họ đưa ra cho Trấn Thành á thì đã không đủ, nó không xứng đáng, nhưng mà Trấn Thành vẫn ok, vẫn chấp nhận. Và Trấn Thành nói thêm, vì thích cái câu chuyện này và thích cái vai diễn này, và Trấn Thành cũng đã đầu tư một phần vào trong cái bộ phim này. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói đất rừng phương Nam là dự án tốn kém, phức tạp và tạo ra nhiều áp lực. Chính điều đó khiến nhiều nhà đầu tư cảm thấy không an toàn. Không an toàn thì người ta sẽ không đầu tư. Phải không các bạn? Nhất là lúc tình hình kinh tế
khó khăn như bây giờ. Sau đại dịch, nếu không có phần đầu tư của Trấn Thành thì bộ phim cũng khó để tiến hành bấm máy. Nguyễn Quang Dũng quý Trấn Thành là thay vì số tiền đó Trấn Thành có thể làm phim cho riêng mình thì Thành lại góp phần đầu tư cho đồng nghiệp làm một dự án mới. Nói thật chứ, khi mà không an toàn doanh thu bằng những cái phim mà của Trấn Thành làm á, thì dĩ nhiên thấy Trấn Thành mà đầu tư vô á thì là một chuyện rất là khó tin. Cũng vì như vậy mà Nguyễn Quang Dũng nói với lại phóng viên là rất mến cái tài và cái tâm của Trấn Thành. Đạo diễn Đất Rừng Phương Nam cho rằng cuộc sống ai cũng có ưu điểm và cũng có khuyết điểm. Nguyễn Quang Dũng bày tỏ có những người họ không thích Thành vì nhiều lý do. Vâng, cái đó là cái sự thật. Nhưng với tôi cũng đã biết, quan sát từ khi Thành mới vào nghề đến nay, tôi thấy Thành là một đồng nghiệp rất đáng trân trọng. Về kỳ vọng dành cho Đất Rừng Phương Nam, Nguyễn Quang Dũng mong phim có lời để làm nguồn cảm hứng tích cực cho các dự án tốn kém được mạnh dạn đầu tư. Bởi theo anh, vẫn còn nhiều thể loại câu chuyện xưa chưa được khai thác vì người ta ngại kinh phí hay là thị hiếu của thị trường. Nguyễn Quang Dũng thừa nhận việc đầu tư nguồn kinh phí lớn là một sự mạo hiểm. Song anh quan niệm rằng, nhưng rồi chúng ta cũng phải đi đến những bước đó. Khi nào và ai sẽ là người được thành công thì kết quả sẽ trả lời. Nhưng muốn đi đến đích thì cần phải có người cùng với mình đi trên những con đường khó khăn đó. Vâng, còn đối với mình thì mình mong tất cả những bộ phim của Việt Nam làm ra thì được ăn khách hết. Chê hay không chê bộ phim Đất Rừng Phương Nam mình chưa có coi mà. Bộ phim chưa làm ra hoàn tất mà làm sao chê được không các bạn ha. Như Nhà Bà Nữ thì mình cũng có nói, cũng có ý kiến, cũng có phê bình. Còn bộ phim Lật Mặt 6 thì mình chỉ coi cái teaser thôi. Coi drama, coi ấy thôi thì trailer thôi thì thấy nó hay, mình nói hay. Có cái những hành động này thấy cũng khá phức tạp và tốn kém thì mình nói ra những gì sự thật. Ở Đất Rừng Phương Nam này thì nói tóm lại tất cả những bộ phim Việt Nam, mong sao cho phim Việt Nam, tại vì mình cũng là người Việt Nam, những cái bộ phim Việt Nam được đón nhận ở hải ngoại. Và từ từ chúng ta cũng giống như những phim của Ấn Độ, Bollywood chứ, đừng từng được vươn xa ngoài tầm quốc tế, tại vì người Việt Nam thì chúng ta ủng hộ người Việt Nam mà thôi. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ. Nếu thấy thông tin này hữu ích cho mình, một cái like và một lượt đăng ký. Xin chào và hẹn tất cả quý vị trong một video lần sau.